Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trang trại nhà ông Khánh ở Thái Bình phát triển bền vững nhờ nuôi con đặc sản. Cô giáo Đào Phương Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Kiều, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đăng ký tặng mô tạng cho y học. Nam Định quan tâm phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè. Hải Dương nhân rộng mô hình bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, không tập trung vào một vật nuôi nhất định, gia đình ông Trần Quốc Khánh ở xã Minh Hưng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình duy trì phát triển kinh tế trang trại ổn định nhờ nuôi nhiều con đặc sản. Trang trại rộng gần 2 hectare của ông Trần Quốc Khánh trước đây vốn là vùng đất sình lầy, nhiều bèo dại, bị bỏ hoang do cây lúa kém hiệu quả. Sau nhiều năm bôn ba làm kinh tế, ông Khánh tích cóp được chút vốn trở về quê hương mở trang trại với quan điểm là không tập trung đầu tư vào một vật nuôi nhất định. Nhờ lấy ngắn nuôi dài, hiện trang trại của ông đang phát triển ổn định các đàn vật nuôi gồm các loại cá, ếch, vịt trời, chim bồ câu, gà, thỏ, tắc kè, rắn và cả chó ngoại. Theo ông Khánh, nuôi nhiều con đặc sản sẽ tránh được dịch bệnh ở một vật nuôi nhất định, chỗ nọ bù chỗ kia nên hầu như không bị lỗ. Mỗi năm trang trại của gia đình ông Trần Quốc Khánh cho thu lãi từ 700 đến 800 triệu đồng. Với sự cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm, ông Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1965 ở khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh đã thành công với việc chuyển đổi diện tích trồng lúa sang mô hình ươm cây hoa giống, đem lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ người trồng hoa trong và ngoài tỉnh. Sinh ra và lớn lên tại địa phương có truyền thống trồng rau màu ươm cây giống nên từ rất sớm ông Mạnh đã nhận thấy tiềm năng kinh tế từ mảnh ruộng manh mún trồng lúa kém hiệu quả. Sau nhiều tháng ngày suy tư học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2001, ông Mạnh quyết định thuê 5.000 m2 đất của bà con để làm vườn ươm hoa giống với các loại hoa truyền thống như cúc, thược dược, violet. Sau một thời gian triển khai, mô hình không những đem lại thu nhập ổn định cho gia đình từ 300 đến 500 triệu đồng một năm, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương hơn 200.000 đồng một ngày công. Không chỉ làm giàu cho bản thân ông Mạnh, còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các hộ trồng hoa ở địa phương và tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ từ thiện, hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông trong ngõ phố. Ghi nhận những thành tích đó, ông Mạnh được các cấp đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019. Đây là vinh dự và là động lực to lớn để ông tiếp tục cống hiến làm giàu cho quê hương. Những năm qua, phong trào cựu chiến binh phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định không ngừng được đẩy mạnh. Theo thống kê, thị trấn Nam Giang có hơn 300 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt ở 8 câu lạc bộ tại các thôn xóm tổ dân phố, trong đó khoảng 80% gia đình cựu quân nhân có ngành nghề ổn định, 60% gắn bó với sản xuất cơ khí tại các làng nghề truyền thống Vân Tràng, Đồng Côi, Thôn Tư và các cụm công nghiệp Vân Tràng, Đồng Côi. Tỷ lệ gia đình cựu quân nhân có mức sống khá giàu so với mặt bằng địa phương chiếm trên 60%. Các cơ sở sản xuất kinh doanh của cựu quân nhân tại thị trấn Nam Giang đã giải quyết việc làm ổn định cho một lực lượng lớn lao động, trong đó có khoảng 400 lao động là các đồng chí hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em cựu chiến binh, cựu quân nhân trên địa bàn và một số địa phương lân cận. Thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên từ bao đời nay đã phát triển nghề làm hương bằng thuốc bắc. Trải qua nhiều thế hệ, nghề làm hương nơi đây vẫn được bảo tồn và duy trì. Những năm qua, xã Phùng Hưng đã thay đổi và phát triển nhanh chóng. Trong đó, nghề làm hương đã và đang tạo việc làm cho nhiều lao động có tay nghề tại địa phương, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Thôn Tiểu Quan hiện có 16 hộ làm nghề, trong đó chủ yếu là làm hương vòng và hương nén với thành phần nguyên liệu là các thảo dược như đinh hương, thảo quả, hồi quế, hoa ngâu. Trung bình mỗi ngày, một công nhân có thể làm được từ 200 đến 300 hộp hương vòng và từ 2 đến 3 vạn hương nén tùy vào tay nghề. Hương sản xuất ra chủ yếu xuất bán đi một số tỉnh ở miền Trung và miền Nam, trong đó điển hình như hộ chị Bùi Thị Vân, ông Lê Công Cán, chị Nguyễn Thị Mị, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập cho gia đình từ 200 đến 500 triệu đồng. Nghề làm hương tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương từ 8 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Xã Giao Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nổi tiếng với làng nghề gốm truyền thống có tuổi đời hơn 50 năm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có những lúc mai một, nhưng với lòng yêu nghề, sự năng động nhạy bén, những người thợ gốm đã giúp làng nghề vững trên thị trường.
Sự phát triển của làng nghề hôm nay có đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ làm nghề gốm. Về Gia Thủy, không khó để bắt gặp hình ảnh những phụ nữ tham gia làm gốm ở tất cả các công đoạn, từ lọc đất, làm dẻo đến tạo hình. Công việc vốn vất vả, thường xuyên lấm lem bùn đất, nhưng đối với những người phụ nữ nơi đây, đó là niềm yêu thích, say mê để theo đuổi suốt cả cuộc đời. Hiện Gia Thủy có hơn 50 phụ nữ đang trực tiếp làm nghề gốm, trong đó có 3 chị đã được công nhận là nghệ nhân. Với tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc, các chị cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật vì sự phát triển chung của làng nghề. Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ phụ nữ cùng phát triển, Hội Phụ Nữ xã đã có các giải pháp để hội viên có thêm tự tin và cơ hội tham gia làm nghề và giữ nghề truyền thống. Để có thể cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại, rất cần sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa của mỗi phụ nữ làm gốm nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trung tâm Hội nghị Hưng Yên, Ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Hưng Yên Đinh Ninh Lời Bác tổ chức tổng duyệt chương trình. Tại buổi tổng duyệt, ban tổ chức đã thực hiện toàn bộ chương trình theo đúng kịch bản được phê duyệt, gồm các phần nghi lễ khai mạc, biểu diễn văn nghệ, giao lưu với các điển hình tiên tiến, tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên năm 2018, phát hành cuốn sách Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh. Tổng thời lượng của toàn bộ chương trình là 100 phút. Ngay sau lễ tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành viên ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật cùng đại diện các ngành đơn vị có liên quan đã họp bàn rút kinh nghiệm để hoàn thiện chương trình. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị địa phương tham gia chương trình. Đồng chí yêu cầu từng bộ phận, đơn vị cá nhân được phân công giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội dung chương trình, bố trí chỗ ngồi các đại biểu khách mời hợp lý, đặc biệt lưu ý kiểm soát tốt thời lượng, nội dung giao lưu với các điển hình tiên tiến, lãnh đạo địa phương, đơn vị cần ngắn gọn, đi đúng vào trọng tâm chủ đề của chương trình, bảo đảm chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tường thuật trực tiếp vào hồi 20 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2019 và được Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Điện Biên, Đắk Nông, v.v. tiếp sóng phát trực tiếp. Việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh luôn được ngành giáo dục huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định quan tâm. Năm học 2018-2019, bám sát chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh đã học tập nghiên cứu lựa chọn những nội dung cụ thể phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, vị trí việc làm để thực hiện. Nội dung tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học và các hoạt động giáo dục chỉ là một trong ba nội dung đã được ngành giáo dục huyện Trực Ninh triển khai trong năm học 2018-2019. Trong năm học này, các cơ sở giáo dục còn lựa chọn nội dung xây dựng phong cách cán bộ quản lý, giáo viên cùng với việc rèn luyện 5 phong cách nhà giáo Trực Ninh, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện để thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019. Với cương vị là giáo viên rất là say mê nhiệt huyết với nghề, thì cái lối sống về giản dị, chỉ công nhân công gia thì mình tâm đắc nhất đó là sống và cống hiến cho xã hội, cho tổ quốc. Và cái tư tưởng đó đã được mình thể hiện trong tất cả những cái hoạt động, dù là rất là nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là tất cả mình làm việc đó là vì học sinh thân yêu, vì tất cả là đều mang lại những cái điều tốt đẹp cho học sinh, cho nhà trường. Những nội dung việc làm cụ thể trong việc thực hiện chỉ thị 05 đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo trong các nhà trường. Năm học 2018-2019, Trực Ninh tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu khối các phòng giáo dục và đào tạo với thành tích xếp thứ nhất tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, hội thi giải toán bằng tiếng Anh cấp tỉnh, ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.
Ngoài ra, huyện còn xếp thứ hai trong các đơn vị huyện, thành phố trong hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh với 16 học sinh đạt giải, đạt kết quả xuất sắc trong giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh năm 2019. Được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, cảm thông với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, cô giáo Đào Phương Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã đăng ký hiến tặng mô tạng cho y học. Nhận thức và hiểu rõ vai trò ý nghĩa của việc hiến tặng mô tạng cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, ngày 30 tháng 3 năm 2019, cô giáo Đào Phương Anh đã quyết định đăng ký hiến tặng mô tạng cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người của Bộ Y tế. Nói về quyết định đăng ký hiến mô tạng, cô chia sẻ, khi còn sống thì sẽ cố gắng hết mình vì cộng đồng, còn khi từ giã cõi đời, xin được góp một phần cơ thể để giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo kéo dài thêm sự sống. Đặc biệt hơn, sau những giờ làm việc, cô Phương Anh lại tuyên truyền vận động giáo viên, người thân, bạn bè hiến tặng mô tạng sau khi chết để cứu sống những mảnh đời bất hạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo, cần được cấy ghép. Bên cạnh đó, cô giáo Đào Phương Anh còn thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Đến nay, cô đã 10 lần hiến máu. Với khao khát được cống hiến và giúp đỡ mọi người, cô giáo Đào Phương Anh là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo. Cùng với sự phát triển của xã hội, bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư gia tăng nhanh chóng. Toàn tỉnh Hải Dương có gần 40.000 bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý. Bệnh đái tháo đường ước tính có khoảng trên 10% dân số trong tỉnh mắc và gần 5% người mắc tiền đái tháo đường. Do đó, xây dựng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình đang là vấn đề cần thiết trong thời điểm hiện nay. Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn xây dựng điểm mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai xuống 100% các hộ gia đình trong xã. Sau khi triển khai hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược học Hải Phòng tổ chức tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cho 50 y bác sĩ khám chữa bệnh tại 27 trạm y tế xã thị trấn. Tổ chức khám sàng lọc được gần 3.000 người tại xã Hưng Đạo, trong đó phát hiện 710 người bị tăng huyết áp, 44 người bị tiểu đường, truyền thông trực tiếp phát tờ rơi về giảm muối và nguy cơ của bệnh tăng huyết áp cho hơn 100 người dân tại 3 thôn của xã. Nhiều trường hợp trung niên ban đầu chưa nắm được, rất xem nhẹ bệnh và khi phát hiện được tư vấn đã tuyệt đối dùng thuốc đều đặn cũng như chế độ luyện tập sinh hoạt hàng ngày. Cùng với 26 xã thị trấn ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, xã Hưng Đạo được chọn làm điểm về mô hình quản lý y học hộ gia đình, huyện Tứ Kỳ đang tích cực nhân rộng trên địa bàn. Tiến tới đến năm 2020 thì chúng tôi sẽ đạt đến phấn đấu là đạt 90% dân số được kiểm soát và quản lý bệnh tật. Và đến năm 2025 thì sẽ 100% dân số được quản lý về bệnh tật theo nguyên lý y học gia đình. Riêng về cái y học gia đình này thì rất tốt cho người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý hồ sơ, được tư vấn tại trạm y tế xã. Và khi mà chúng ta quản lý tốt thì chúng ta sẽ điều trị tốt. Rút kinh nghiệm từ mô hình điểm tại xã Hưng Đạo, thiết nghĩ không chỉ huyện Tứ Kỳ mà Sở Y tế cần đánh giá và tiến hành nhân rộng mô hình tại các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm tiếp theo. Nhận biết được tầm quan trọng ý nghĩa của việc biết bơi đối với phòng chống đuối nước trong môi trường sông nước, những năm gần đây, nhiều địa phương trong toàn tỉnh Nam Định đã có sự chỉ đạo phối hợp đồng bộ cùng ngành giáo dục và đào tạo tổ chức phổ cập dạy bơi cho học sinh trong dịp hè. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh được học bơi trên địa bàn chưa nhiều, chất lượng đào tạo còn chưa đi vào thực chất, nhiều nơi làm theo phong trào thành tích. Để phòng tai nạn đuối nước, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng cùng bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đưa ra khuyến cáo để các bậc phụ huynh quan tâm đến đuối nước cho con em mình, nhưng không được để con em tắm bơi ngoài sông suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Không để các em chơi đùa nghịch quanh ao, hồ nước, hố sâu, hố vôi, đang tôi để tránh bị ngã rơi xuống hố. Nhà ở gần sông, nước, ao hồ cần làm cửa chắn và rào quanh nhà, lấp kín các hố, rãnh nước sau khi sử dụng. Nên có người lớn đưa đi học trong mùa mưa bão, đặc biệt khi phải đi qua kênh mương và sông. Thưa quý vị và các bạn, hè đến dư luận lại chứng kiến các vụ đuối nước thương tâm mang đến nỗi đau cho nhiều gia đình. Nỗi lo đuối nước trong dịp hè luôn thường trực, đòi hỏi sự quan tâm và chung tay đẩy lùi của cả xã hội.
trẻ em, thanh thiếu niên không có địa điểm để tập bơi do ao hồ bị san lấp, hoặc có thì cũng ô nhiễm là thực trạng chung ở nhiều địa phương. Trẻ không biết bơi, gia đình lại chủ quan trong quản lý trông nom là những nguyên nhân chính dẫn tới đuối nước. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 3 năm gần đây, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh ta có 56 trường hợp bị tử vong do đuối nước. Năm 2017 cao nhất với 23 em. Trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 3 trẻ bị tử vong do đuối nước. Phòng chống đuối nước ở trẻ thì cũng cần phải có cái sự vào cuộc của tất cả các ngành, như giáo dục, đoàn thanh niên, nhất là đối với cả gia đình thì cũng phải thường xuyên có cái sự giám sát. Trẻ em vốn hiếu động, chưa nhận thức được những nguy hiểm rình rập khi vui chơi, bơi lội ở khu vực ao hồ. Nếu không biết bơi và không có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình thì có nguy cơ xảy ra đuối nước. Vì thế, các gia đình cần cho con em mình đi học bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước, đồng thời chủ động rào chắn ở khu vực ao hồ quanh nhà mình. Các địa phương quan tâm đầu tư, huy động xã hội hóa để xây dựng, cải tạo các ao bơi, bể bơi cho trẻ đến học bơi và nhân rộng các mô hình dạy bơi miễn phí để ngày càng có nhiều trẻ biết bơi để tự bảo vệ mình. Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình vừa có công văn về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động thờ cúng búp bê Kumathong, loại búp bê được xem là quỷ linh nhi theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Búp bê Kumathong được hình thành bằng cách lấy một bộ phận trên xác chết hài nhi để tạo thành bùa, sau đó yểm vào búp bê và coi đó là nơi trú ngụ của linh hồn đứa trẻ bị chết. Thậm chí hình thức này còn bị biến tướng bằng cách lấy nguyên một thai nhi mang sấy khô rồi tạo thành búp bê Kumathong. Loại búp bê này được chăm sóc như một đứa trẻ ở trong nhà với mong muốn tạo may mắn, nhất là trong chuyện kinh doanh, tình cảm hoặc mưu hại đối thủ cạnh tranh. Hiện tượng búp bê Kumathong là hình thức mê tín dị đoan, không phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc và vi phạm những quy định của pháp luật Việt Nam, làm tổn hại kinh tế và nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ vào vận may bùa phép ở những người tin theo. Nếu việc sản xuất, mua bán, sử dụng búp bê Kumathong không được ngăn chặn kịp thời, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và dẫn đến nguy cơ xấu với xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những tờ rơi quảng cáo về dịch vụ cho vay tài chính, cầm đồ hay còn gọi theo cách phổ biến là tín dụng đen. Điều này đã khiến cho cuộc sống của rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng, tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, đặc biệt là ở khu vực có đông công nhân thuê trọ. Song đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không còn tờ rơi quảng cáo cho vay nóng, không còn tình trạng côn đồ đe dọa, ném chất bẩn khủng bố tinh thần người bị hại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về nội dung này. Qua khảo sát, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định trên địa bàn có 234 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 251 cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, 39 cá nhân hoạt động cho vay lãi cao. Hình thức hoạt động là cầm cố tài sản và các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bằng cấp hoặc vay bốc họ với lãi suất cao, có trường hợp lên đến 15.000 đồng một triệu một ngày, gấp khoảng 24 lần so với quy định của nhà nước. Khi người vay không có khả năng trả thì chúng siết nợ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Với quyết tâm quét sạch tín dụng đen, tháng 2 năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm này. Đến nay đã lập 11 chuyên án, khởi tố 57 đối tượng. Điển hình là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá thành công một chuyên án lớn, bắt và khởi tố 16 đối tượng, thu giữ gần 2.700 bộ hồ sơ. Bên cạnh đó, toàn lực lượng đã kiểm tra 124 cơ sở cầm đồ, 34 cơ sở cho vay tài chính, tham mưu cho chính quyền cơ sở tháo dỡ gần 100.000 các biển hiệu tờ rơi quảng cáo cho vay tín dụng đen không đúng quy định. Toàn bộ cái hoạt động của các đối tượng tín dụng đen co cụm vì bị đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng về cái hoạt động đó và đã bắt được nhiều cái đối tượng với đường dây cộng cán gây ra nhiều vụ mà hoang mang trong dư luận. Điển hình là trên toàn tỉnh đã xác lập là 11 chuyên án, phá 15 vụ, bắt hơn 57 đối tượng và xử phạt hành chính là hơn 30 vụ, hơn 30 đối tượng và đã làm trong sạch địa bàn. Có thể thấy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã và đang từng bước bị đẩy lùi. Song để vấn nạn này bị loại bỏ hoàn toàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu có khó khăn về vốn thì nên tiếp cận với hệ thống tài chính chính thống
hoặc đề xuất với các ban ngành chức năng. Nếu có người thân liên quan đến tín dụng đen thì phải báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.